Buổi sáng nay thì Quân bắt đầu vào cái dự án mà mình đã nói ở trong cái clip về luyện tập hướng dẫn á, thì Quân bắt đầu từ cái tập đầu là cách xem bản vẽ, cách đọc bản vẽ. Thì ở cái tập 2 này nè, thì Quân chia ra làm 4 4 tập. Thì cái tập 2.1 Quân sẽ tổng quan về bản vẽ và Quân sẽ phân tích từng phần một nhỏ ở bên trong cái bản vẽ cho các bạn ha. Thì ở góc độ chia sẻ là như thế này, là mình chỉ chia sẻ làm sao cho các bạn thứ nhất các bạn đọc được bản vẽ, thứ hai các bạn làm được điều bạn muốn, là mình dừng ở đâu, tại sao có bản vẽ đó và tại sao chúng ta phải làm như vậy hay như thế nào. Thì cái đó gặp riêng Quân sẽ chỉ thêm và Quân tìm được cái người hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm thành nghề, thành customer hoặc là trở thành một master hay gì đó. Cái việc đó là một cái việc hoàn toàn khác với việc đọc bản vẽ và làm được ha. Rồi chúng ta bắt đầu để Quân chuyển camera cái rồi nó không còn bị ngược nữa thì mình bắt đầu luôn ha. Rồi cái hướng dẫn ở tập 2.1 là chúng ta đi toàn phần về bản vẽ ha. Thì trong 2.1 này á, là chúng ta đi sâu vô cái việc là phân tích những cái phần chính của cái bản vẽ ha. Rồi để mà có được bản vẽ đó thì đây là một cái màn hình điện thoại của Quân chụp lại. Các bạn có thể tự mình nghiên cứu những cái này bằng Google và các bạn sẽ có được cái này ha. Nếu mà ai mà thuận sử dụng điện thoại sẽ rất là thoải mái khi mà được biết cái thông tin này. Còn những anh em và những bạn cần cái bản vẽ này hoặc là cần Quân hỗ trợ thì Quân sẽ gửi qua cho bằng tất cả các phương tiện nào mà gọn nhất. Rồi các bạn có thể dùng tin nhắn cũng được, các bạn có thể dùng hard copy cũng được, cũng sẽ gửi thư cho ha. Đó. Thì đây là hai cái bản vẽ về giác soạn. Cái bản vẽ bên trái á, là chúng ta sẽ để ứng dụng cái giác soạn này lại trong bài tập, và cái ứng dụng này nó có thể thực tiễn là tạo cho chúng ta được những cái sản phẩm hàng ly rất đẹp mà có thể bán được nếu mà mày chuẩn nha, chưa thể bán được. Rồi cái loại này thì làm cho những cái hàng trên 4 ly 5 ly à, thì cái này nếu chúng ta làm chuẩn cũng bán được. Và đây là hình ảnh của một viên kim cương ha, và người ta mô tả rất là kỹ về tất cả các mặt giá cắt. Đây là một trong những cái file hình mà Quân rất là thích và Quân luôn để chi để nhắc mình ở đâu là cái mặt cắt chính, ở đâu là cái mặt cắt phụ ha, và mặt cắt định hình là cái nào ha. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần chuyên đề của tập 2.1 này, đó là cách đọc bản vẽ và tổng quan. Ở 2.1 là tổng quan về bản vẽ. Thì trong cái bản vẽ như thế này á, chúng ta xem từ trên xuống nè. Đó, chúng ta thấy hình ảnh, rồi thông số tên bài học ha, các cái thông số trong đó và các cái góc độ mặt giác và hướng dẫn để cắt ha. Rồi quay lại từ đầu, chúng ta nói là trên bản vẽ nó có tất cả 3 phần. Đây là phần thứ nhất. Phần thứ nhất là hình ảnh của bản vẽ. Thì hình ảnh bản vẽ nó bao gồm có cái gì? Nó có mặt trên, mặt hông, mặt đáy à, và một cái mặt cũng bên hông nữa. Tại vì nó tròn cho nên là mình nói một cái từ đó cho nó dễ hiểu ha. Thực tế kích thước chúng á, có sự khác biệt nhau nha. Chúng ta thấy ở đây nè là chữ T và ở đây là chữ U ha. Chúng ta sẽ thấy cái đó rất là rõ ràng. Ở mỗi cái kích thước khác nhau nó sẽ cho cái chữ T và chữ U này nó khác nhau, nó không có giống đâu các bạn.
Rồi, cái phần thứ hai chúng ta thấy nè là những cái thông số, nhất là cái trình bày tên của một cái bài học ha. Thì đây là một cái kiểu giá cắt thông thường, đơn giản và cơ bản nhất. Rồi trong đó bao gồm nó còn có những cái này nè. Ví dụ như gốc chiết xuất. Và chúng ta có thể thấy được là đây là gốc chiết xuất này. Thì khi nào các bạn bắt đầu đi vào những cái lớp học lớn và những lớp học mà để mà trở thành người thợ đó, thợ mài chuẩn giỏi quốc tế đó, thì chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số này. Còn chúng ta làm những cái điều mà chúng ta thích thì chúng ta chỉ là biết cái chỉ số này thôi. Và Quân sẽ có rất là nhiều cái đề tài để nói chỗ này, để cho chúng ta biết lựa chọn nguyên liệu như thế nào để mà đáp ứng cái bản vẽ này, cho ra lửa, cho ra nước đen, cho ra màu sắc tốt nhất. Rồi trên cái phần này ở phần thứ hai này, trong đó nó cũng nói được cái số lượng giá cắt ra một cái hình viên đá này, và cái công cụ, cái vòng số mà chúng ta dùng là vòng số 96 ha. Rồi chúng ta quan tâm đến những cái con số này ha. Ví dụ như đây là đường kính lớn nhất của viên đá, thì cái đường này là cũng là đường kính lớn nhất của viên đá. Nhưng tại sao mà nói như thế? Chúng ta để ý nè, khi nó ở cái điểm thượng này thì nó là cái này, mà khi nó ở cái điểm này giữa này của cái cạnh này thì nó là cái này ha. Ở đây nó bằng 1, có nghĩa là nó không có sự chênh lệch. Rồi bây giờ nè, cái mặt trăng là cái này, là cái này nè, nó phải chia với lại cái này, nó ra cái tỷ lệ này, là bạn biết rồi, 0.4 thì nó là 40%, thì mình cứ tính vậy đi cho nó dễ. Mình tính này là 100 thì cho này 40%, thì mình biết cái này là mình làm một cái viên lớn đi, là 10 ly, thì cái này là mấy ly? cái này là 4 ly đó. Bạn nghĩ vậy là đơn giản nhất, thấy không? Rồi mặt U này cũng vậy, tại vì mặt U với mặt T này nó cũng sẽ bằng nhau, vì mặt V với mặt L nó bằng nhau. Đó là Quân phân tích cái chỗ này để chi? Để chúng ta tính ra được cái lúc mà chúng ta đè cái mặt trăng xuống là nó khoảng bao nhiêu. Tại vì viên đá này chúng ta bo là chúng ta biết kích thước của nó rồi ha. Rồi bây giờ P nè và C nè, P và C, P C là cái crown là ở trên, P là cái pavilion là cái đáy ha. Thì chúng ta sẽ thấy nè, P trên V đúc thì nó chiếm nhiều 45% kích thước của cái đường kính ha. Rồi C nó chiếm bao nhiêu với đúc đó, chiếm bao nhiêu, nó chiếm khoảng 1.5, 0.143 thì mình cứ tính là 15% đi đó. Đó là cái cách mà chúng ta hình dung ra kích thước chuẩn của cái viên đá mình sắp sửa làm xong ha. Rồi với cái chiết xuất này thì chúng ta sẽ có thể chọn một mình thạch anh chúng ta cắt thôi ha. Và tô ba cắt ra cũng rất là đẹp ở trong hai cái loại đá đó, thì cắt các bạn cắt làm sao cắt, miễn nó rớt vô cái quy chuẩn này thì nó sẽ đẹp, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi phần thứ ba của bản vẽ nó là cái hướng dẫn vẽ, bao gồm góc độ ha, và các cái chữ số này nó đại diện cho các cái vạch. Thì Quân nói đi nói lại rất là nhiều lần về cái vấn đề mà Quân hướng dẫn các bạn làm bộ số 32 vạch. Các bạn cứ nhớ là 96 thì chia hết cho 32, và 96 gấp 3 lần 32. Như vậy á, cứ mỗi 3 vạch của vòng số 96 nó sẽ đổi về thành một vạch của vòng số 32, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy nè, những đầu số đẹp nè, đầu số 3 nè, thấy chưa? Thì chúng ta cứ tính nó là một vạch ở trên 32 thì chúng ta cắt ra được, đúng không các bạn? Đó là cái mình chỉ tư duy nhẹ thôi là mình đã hiểu, thấy không? Rồi cái này cũng mặt trên có hai giá cắt,
dắt cắt C1 và dắt cắt C2. Đây, C1 mình cứ từ ngay cái số 0 là ngay cái số 32 mình lắc qua một vạch, cắt hết một lượt, rồi quay trở về số 0 hay là gọi là số 96 hay số 32 gì đó, rồi quay trở về số 32, cắt thêm lượt 8 giác nữa là chúng ta có xong một cái thành phẩm như thế này ha. Đó, thì phân tích 3 phần của một bản vẽ nó là như thế. Và cái video này Quân chỉ muốn nhấn mạnh một vấn đề là chúng ta sẽ làm theo cái điều này. Trong quá trình làm, chúng ta sẽ tự nghiệm ra được rất nhiều điều hay từ trong một bản vẽ mà kỹ sư họ đã vẽ cho mình. Các cái master họ đã nghiên cứu rất là lâu và họ cho ra những cái bản vẽ chuẩn để giúp cho chúng ta dễ dàng thực hiện cái công việc của mình. Rồi, nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì hãy nhấn đăng ký và thường xuyên theo dõi. Quân sẽ có thể giúp cho các bạn làm được những video đẹp cho cái đam mê của mình, cho cái trang sức của mình và cho cái trang sức của người thân trong gia đình ha, bằng tự tay mình làm. Vậy nó mới sướng, vậy nó mới đã. Thôi, chúc tất cả các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nhé.